Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những thông tin chính sẽ có trong chương trình Thời sự tối nay. Sau 2 tuần thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, cùng với các địa phương khác trong cả nước, Hải Phòng đã quyết liệt thực hiện, bước đầu ngăn chặn hiệu quả, không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn thành phố. Ngành dệt may và da giày đang phải duy trì sản xuất trong điều kiện hết sức khó khăn vì thiếu nguyên liệu, đơn hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tuần thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19, cùng với các địa phương khác trong cả nước, thành phố Hải Phòng đã quyết liệt thực hiện và bước đầu ngăn chặn hiệu quả, làm tốt việc giãn cách xã hội, không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn thành phố. Có được kết quả này là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân đồng thuận, tin tưởng và chấp hành tốt quy định về phòng dịch, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và an toàn xã hội của thành phố. Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các quận huyện ủy nhằm đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 về việc thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị 26, chỉ thị 27 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trình bày dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị 26, chỉ thị 27 của Ban Thường vụ Thành ủy. Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy cho biết, trước diễn biến mới hết sức phức tạp của dịch COVID-19, Hải Phòng là địa phương có nhiều nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, bùng phát. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện đồng loạt các giải pháp kịp thời, huy động toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ về phòng chống dịch và bước đầu đã kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn thành phố. Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập các tổ, chốt kiểm soát phòng chống dịch từ thành phố đến các thôn tổ dân phố, theo tinh thần chỉ thị 26 của Ban Thường vụ Thành ủy, với tổng số gần 2.450 tổ công tác tại cơ sở, nhằm tạo thành nhiều lớp phòng tuyến kiểm soát dịch. Quan trọng hơn cả là mô hình trên đã phát huy được sức mạnh toàn dân, trong đó có vai trò nòng cốt của lực lượng y tế, quân đội, công an, cũng như sự tham gia tích cực của các hội viên cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Với những quyết sách đúng đắn, phản ứng mau lẹ cùng những hành động nhanh, quyết liệt, Hải Phòng đã biến nguy cơ thành thời cơ của 15 ngày vàng, giữ sạch địa bàn và thành phố vẫn thực sự an toàn trước dịch. Đây cũng là đợt tổng diễn tập phòng chống dịch bệnh trên quy mô toàn thành phố, góp phần giúp Hải Phòng thực hiện tốt phương châm phòng dịch COVID-19 của thành phố là kiểm soát, phát hiện sớm, quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh ngay từ vòng ngoài. Tập trung phân tích và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 của Ban Thường vụ Thành ủy. Các ý kiến tại hội nghị và tại các điểm cầu đều cơ bản nhất trí và có chung nhận định. Trong giai đoạn vừa qua, Hải Phòng đã nhận định chính xác, hành động kịp thời với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của các tầng lớp nhân dân trên tinh thần chống dịch như chống giặc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy rất quyết liệt, chủ động, tích cực, mang tính phòng ngừa cao, nhanh chóng triển khai đến các thôn, tổ dân phố, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thông tin, góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch trong nhân dân. Đến nay, Hải Phòng vẫn an toàn và vững vàng trước dịch. Tuy nhiên, diễn biến dịch COVID-19 ở nước ta đang bước vào giai đoạn khó kiểm soát. Số ca mắc mới hàng ngày ít nhưng rất nguy hiểm vì chưa tìm ra nguồn lây ban đầu. Nguy cơ bùng phát dịch trở lại là rất lớn. Vì vậy, chúng ta không thể chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Phải kiên trì thực hiện các biện pháp đã áp dụng để chủ động ứng phó với dịch bệnh. Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và vào cuộc khẩn trương của các cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, cũng như sự đồng thuận, chung sức đồng lòng của người dân thành phố trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh. Trước hết, chúng ta khẳng định trong cái thời gian vừa qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, thành phố, rồi các cấp, các ngành, các địa phương, chúng ta đã chỉ đạo rất là quyết liệt, bài bản, kịp thời, đồng bộ, phát huy được hiệu quả để chúng ta triển khai các cái nhiệm vụ phòng chống dịch. Thực tế chúng ta đã thấy những cái nghị quyết của Ban Thường vụ, Thành ủy, của Hội đồng Nhân dân, của Ủy ban Nhân dân thành phố đã tới rất là kịp thời để có những cái giải pháp để các địa phương, các ngành chúng ta có cái nguồn lực,
có cái cơ chế để chúng ta triển khai. Và các ông chí thường vụ cũng lần đầu tiên mà tất cả các thường vụ thành ủy đã trực tiếp chỉ đạo xuống tới các đảng bộ, các quận, các huyện rất sâu sát cụ thể. Rồi ban thường vụ cũng họp hàng ngày để tổng hợp tình hình, để bổ sung các cái biện pháp, các cái giải pháp cho các địa phương, các ngành chúng ta triển khai. Qua báo cáo tổng kết cũng như thực tế một tháng vừa qua, các đồng chí bí thư các quận huyện, thường trực các quận huyện, các đồng chí ban thường vụ cũng trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo rất sát sao. Có thể nói là tất cả các bí thư đều trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo vào cái phòng chống dịch COVID-19 là rất cụ thể. Thì chúng ta khẳng định cái việc trong hơn một tháng, vai trò lãnh đạo của hệ thống từ cấp ủy cho tới chính quyền cho tới các tổ chức chính trị xã hội là tốt. Điểm thứ hai đấy là đánh giá rất là cao các cái đơn vị chủ lực để thực hiện nhiệm vụ như y tế, quân đội, công an. Qua số liệu tổng kết, các ông chí cũng đã thấy hàng ngàn y bác sĩ trực tiếp ở tuyến đầu tiếp xúc với các bệnh nhân, rồi tổ chức thực hiện cách ly, khoanh vùng, vân vân. Tương tự như thế thì Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, từ thành phố tới các quận huyện, thì công an thành phố, các ông chí cũng như vậy, triển khai rất bài bản, kịp thời, đồng bộ. Và ba cái ngành chủ lực là y tế, công an, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố là ba ngành hoạt động rất là đều. Từ thành phố cho tới các địa phương, các ông chí thấy Hải Phòng chúng ta thực hiện cái việc giám sát, tổ chức cách ly từ F1, F2, F3 rất là bài bản và không bỏ sót trường hợp. Hàng ngàn người từ nước ngoài về đã được tổ chức cách ly 100%. Cái rất riêng của Hải Phòng. Thế rồi các cái chốt kiểm soát của thành phố, các ông chí rất cố gắng. Trong mấy ngày vừa qua đấy, thì ngăn chặn đến hàng chục ngàn người từ các địa phương, các vùng có dịch về. Điểm tiếp theo đấy thì chúng ta thấy được cái hiệu quả của cái mô hình mà Hải Phòng chúng ta là địa phương đầu tiên chúng ta thực hiện. Đây là cái mô hình duy nhất mà Hải Phòng chúng ta thực hiện, là hình thành nên 2.448 tổ tại các thôn, tổ dân phố, bao gồm tất cả các lực lượng mà cựu chiến binh là nòng cốt, đã kiểm soát được toàn bộ cái di biến động của hơn 2 triệu dân thành phố. Chúng ta thấy cái nhiệm vụ này không phải dễ, thì chúng ta chủ động được. Mà trong này thì đánh giá rất là cao cái vai trò của hội cựu chiến binh. Các bác, các ông chí rất là tâm huyết, có kinh nghiệm, có trách nhiệm và triển khai rất hiệu quả. Tôi cho rằng cái này cũng là chúng ta thành công ở chỗ này. Lực lượng cựu chiến binh, các cụ, các bác rất là có kinh nghiệm trong việc nắm bắt tình hình, trong việc phát hiện, trong việc tổ chức thực hiện. Điểm thứ tư, chúng ta đã huy động toàn bộ hệ thống, các tầng lớp nhân dân, rồi sự vào cuộc chủ động của Mặt trận Tổ quốc, của các đoàn thể chính trị xã hội. Đồng chí thấy là cái sự đóng góp, rồi sự tham gia của đông đảo lực lượng qua các cái việc làm của các em học sinh, đoàn viên thanh niên ở trong các cái tổ dân phố, hỗ trợ từ tiền của rồi thì công sức để mà tạo lên được một cái khí thế để mà chúng ta thực hiện được cái nhiệm vụ này rất là tốt. Thế và cũng có thể khẳng định được là cái sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân trong cái thời gian vừa qua, thì mặc dù là có những cái giãn cách xã hội, thế rồi có một số lĩnh vực chúng ta phải tạm dừng như cửa hàng, rồi một số các lĩnh vực kinh doanh phải dừng, gây cái bất tiện cho người dân, rồi cái dừng kinh doanh cũng gây khó khăn. Nhưng mà chúng ta có cảm nhận được là nhân dân rất là tự giác ủng hộ, thực hiện nghiêm túc các cái biện pháp của thành phố. Cái không khí ở trong nhân dân, cái sự đùm bọc, rồi cái sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, sự tin tưởng của nhân dân vào cái sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, của chính quyền các cấp, cái này là cực kỳ quý báu. Rồi cái đóng góp xã hội hóa nguồn lực, mặc dù là
Mặt trận Tổ quốc mãi sau này mới phát động lời kêu gọi thôi. Thế nhưng mà trước đó có tới đến hàng vạn người tham gia đóng góp vào. Tới nay là cái nguồn lực mà đóng góp cho cái quỹ phòng chống dịch của Hải Phòng rất là lớn. Không chỉ là tiền mà còn lương thực, thực phẩm, rồi một loạt các cái nhu yếu phẩm phục vụ cho chống dịch. Và kết quả thì thành phố chúng ta tới nay đạt được mục tiêu kép, vừa là duy trì được phát triển kinh tế ở mức độ phù hợp với tình hình. Chúng ta vừa giữ được là tới thời điểm này thành phố chúng ta là chưa có ca dương tính. Đấy là cái nền tảng để chúng ta phát triển kinh tế xã hội trong cái thời gian vừa qua. Cái này là rất quý. Chúng ta đã tạo ra một cái hình ảnh của thành phố Hải Phòng. Hình ảnh của thành phố Hải Phòng chúng ta là an toàn, là kinh tế xã hội tiếp tục phát triển và môi trường đầu tư của chúng ta sẽ tốt. Với quan điểm giữ nguyên mục tiêu không để dịch COVID-19 xâm nhiễm vào thành phố, tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt từ thành phố tới cơ sở về việc thực hiện nhiệm vụ giải pháp phòng dịch trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu cần tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, người ra vào thành phố, nhất là vùng dịch, giám sát chặt chẽ di biến động dân cư ngay từ cơ sở, thôn, tổ dân phố. Ngoài cái việc tổng kết, đánh giá các cái kết quả đã đạt được, rồi cái sự lãnh đạo chỉ đạo rất là thành công của các cấp ủy, các cấp chính quyền, cuộc phòng chống COVID-19 này sẽ kéo dài. Và để thích ứng được với tình hình kéo dài đó thì chúng ta phải thay đổi một số biện pháp. Thì trong đó có cái việc là chúng ta phải hình thành cái tổ mới thay thế cho cái tổ phòng chống COVID-19 tại các thôn, tổ dân phố bằng bây giờ cái tổ giám sát tự quản. Mục tiêu không thay đổi, nhiệm vụ không thay đổi, là chúng ta vẫn thực hiện cái giám sát cái di biến động của dân cư, đảm bảo làm sao mà người từ các địa phương khác, từ các vùng dịch, từ nước ngoài về thì các tổ dân cư này phát hiện kịp thời. Thì các địa phương, các ông chí cũng sẽ tự tổng kết, tự đánh giá, rồi các ông chí nghiên cứu thêm các cái báo cáo tổng kết đánh giá giai đoạn này của thành phố chúng ta, để khi mà diễn biến dịch bệnh phức tạp thì các cái tổ công tác vừa qua sẽ tiếp tục được khôi phục, được thành lập để chúng ta triển khai các cái biện pháp để đảm bảo cho mỗi một thôn, mỗi một phường, mỗi một khu dân cư chúng ta giữ sạch sẽ được khi mà dịch bệnh nó phức tạp tại địa bàn của mình. Điểm thứ ba là chúng ta xác định cái nhiệm vụ phòng chống COVID-19 trong giai đoạn tới, tức là từ ngày 16 trở đi, thì tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Khi chưa có vaccine phòng bệnh và chưa kết thúc bệnh được, cái dịch bệnh này trên thế giới được, thì toàn hệ thống chính trị, từ thường vụ thành ủy cho tới các cấp ủy, từ ủy ban nhân dân thành phố cho tới các cấp chính quyền, toàn bộ hệ thống tuyệt đối không được chủ quan bất cứ một lúc nào. Và nhiệm vụ này là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, vì chúng ta đã xác định rồi, giữ được không có dịch bệnh là chúng ta bảo vệ được kinh tế. Còn khi dịch bệnh đã vào thì phá toàn bộ hệ thống kinh tế của thành phố. Khẳng định như thế chúng ta tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Các cái nhiệm vụ giải pháp đấy thì tôi đề nghị là thực hiện thật nghiêm túc kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Về cơ bản ấy, Hải Phòng đưa vào, thành phố chúng ta chưa có dịch, đưa vào cấp độ trung bình. Nhưng mà giữa cấp độ trung bình và cấp độ cao là không có chênh lệch gì đâu. Tất cả những biện pháp mà chúng ta thực hiện là duy trì. Trừ cái tổ thành lập theo cái chỉ thị 26 thì chúng ta chuyển hóa mô hình. Các cái điểm chốt giao thông tại các cái giáp danh, các cái cửa ô tiếp tục thực hiện nghiêm túc. Nhưng mà chỉ áp dụng đối với lại các địa phương mà có dịch. Còn các địa phương không có dịch thì chúng ta vẫn cho ra vào thành phố theo cái tinh thần mới này,
Trên cơ sở đó, tôi đề nghị sau khi có kết luận của Thủ tướng chiều hôm nay thì Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ ban hành cái quy định. Nhưng mà tinh thần là tiếp tục duy trì. Điểm cuối cùng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố đồng chí tập trung giải quyết các cái kết luận chỉ đạo của chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ cho người dân, cho doanh nghiệp. Đối với hỗ trợ cho các gia đình thương binh liệt sĩ, rồi gia đình chính sách, rồi hộ nghèo, công chí cố gắng làm sớm lên. Thế rồi những người dừng việc do đóng cửa hàng, rồi do dừng sản xuất. Đề nghị địa phương công chí cho triển khai sớm, trình với Ủy ban dân thành phố ban hành. Trong quá trình làm này thì tôi cũng đề nghị hết sức chú trọng để tránh cái việc sơ suất hoặc là sai sót trong cái quá trình chúng ta tính toán, trong quá trình chúng ta thống kê hoặc là trùng hoặc là thiếu sót. Tuy nhiên là các cái giải pháp để phát triển kinh tế xã hội mà không ảnh hưởng do dịch như đầu tư công, rồi như triển khai các cái dự án trọng điểm của thành phố, rồi kêu gọi thu hút đầu tư một số dự án thì đề nghị các địa phương, các đồng chí tập trung cho. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành y tế cần tăng cường các biện pháp tầm soát, phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị y tế và nhân lực phục vụ phòng dịch trong giai đoạn tiếp theo, mở rộng xét nghiệm đối với nhóm người có biểu hiện nhiễm dịch. Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tin tưởng và chấp hành nghiêm các quy định về phòng dịch. Giao công an thành phố tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ tuần tra kiểm soát, chốt điểm, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm cản trở hoạt động phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Tiếp tục chương trình thời sự, sáng nay đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tới thăm, động viên và trao tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận Đồ Sơn. Kiểm tra đột xuất tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại ngã ba Đồng Nẻo, phường Minh Đức, nơi có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong tổ công tác đã không quản ngại khó khăn, cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu các chốt kiểm soát cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không được chủ quan, lơ là, nắm chắc di biến động của dân cư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân những chỉ đạo của Trung ương và thành phố, nhất là về chủ trương cách ly trong xã hội, các quy định về xử phạt trong phòng chống dịch COVID-19. Đối với người lao động làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn quận Đồ Sơn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng chí Đào Khánh Hà đã đến tận phòng trọ để thăm hỏi về tình hình việc làm, thu nhập, động viên người lao động yên tâm, tin tưởng vào công tác chống dịch của thành phố, cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tại đây, đoàn công tác đã trao 7 suất quà, gồm gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày cho công nhân bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tiếp đó, đồng chí Đào Khánh Hà đã đến thăm và tặng quà cho tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm Y tế quận Đồ Sơn. Từ những ngày đầu chống dịch, đội ngũ các y bác sĩ luôn là những lực lượng tiên phong trên tuyến đầu, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao tặng những phần quà nhằm động viên, khích lệ tinh thần của cán bộ nhân viên y tế, mong đơn vị tiếp tục cố gắng, phát huy tinh thần chống dịch như chống giặc, kịp thời xử lý các tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra. Chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19. Tính đến 19 giờ tối nay, 15 tháng 4, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 267 ca, trong đó 171 ca đã được chữa khỏi, các ca còn lại tiếp tục điều trị, sức khỏe ổn định, không có ca tử vong. Tại Hải Phòng, chưa có trường hợp nào mắc COVID-19, có 415 trên 415 trường hợp nghi nhiễm đã có kết quả âm tính, không phát sinh ca nghi nhiễm mới. 1.891 trên 1.891 mẫu sàng lọc cho các trường hợp cách ly đã có kết quả âm tính. Trên thế giới, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Tính đến 18 giờ 50 phút tối nay, đã có tổng số 2.014.042 ca mắc tại 211 quốc gia, 127.595 người tử vong, 491.841 ca bình phục. Mọi thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh, quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay đến đường dây nóng của ngành y tế Hải Phòng 0978 789 499 0902 210 218. Hôm nay 15 tháng 4 là ngày cuối cùng thực hiện cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.
15 ngày với hàng loạt biện pháp quyết liệt được triển khai với rất nhiều thay đổi trong thói quen sinh hoạt, nhịp sống của người dân cả nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng đã và đang mang lại hiệu quả như thế nào đối với công tác kiểm soát dịch bệnh. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những con số và lắng nghe cảm nhận từ chính mỗi người dân sau 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội qua phóng sự sau đây. Hiện tại là việc cách ly đã đem lại hiệu quả rất lớn bởi vì là giảm thiểu rõ rệt cái lượng bệnh nhân mắc mới. Thì việc số ca nhiễm đã giảm đi còn 3-4 trường hợp trong một ngày. Thì điều này gọi là đã thấy sự hiệu quả của chính sách. Nhưng mà đem lại một tâm lý yên tâm cho người dân cũng như là toàn xã hội. Mình thấy rất là vui vì Hải Phòng mình làm rất là chặt chẽ. Vì vừa rồi 15 ngày cách ly mà như vậy, thứ nhất là Hải Phòng mình không có ca dịch nào. Mà trong toàn quốc thì nó cũng chỉ thêm số lượng nó rất là nhỏ. Mình nghĩ là mình đang làm rất là tốt rồi. An tâm, tin tưởng và phấn khởi là tâm trạng chung của nhiều người dân khi chứng kiến những con số biết nói về tình hình dịch bệnh trong suốt 15 ngày qua. Kể từ khi chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, trong đó thực hiện về giãn cách xã hội, số ca mắc COVID-19 mới phát sinh mỗi ngày tại Việt Nam đã giảm đáng kể. Nếu như khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4, trung bình số ca bệnh mới mỗi ngày đều trên 10 ca, cá biệt có ngày lên đến 19 ca, thì kể từ ngày 4 tháng 4, tức là chỉ 4 ngày sau khi bắt đầu thực hiện cách ly toàn xã hội, số ca mắc mới mỗi ngày đã giảm, trung bình chỉ có 3 ca một ngày. Số người được điều trị khỏi liên tục tăng, nhiều ổ dịch lớn đã được kiểm soát, là minh chứng rõ nét cho thấy hiệu quả của biện pháp giãn cách xã hội. Tận dụng tốt thời cơ 15 ngày vàng, nâng mức kiểm soát dịch bệnh lên một bậc, 4 phòng tuyến kiểm soát của Hải Phòng với các cấp độ từ thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn cho đến từng thôn, tổ dân phố, huy động sự vào cuộc của mọi tầng lớp nhân dân, đã phát huy tốt vai trò ngăn chặn, sàng lọc, khoanh vùng các trường hợp nguy cơ cao, tiếp tục giữ địa bàn sạch, không để dịch bệnh xâm nhập vào thành phố. 15 ngày vừa rồi mà nhà nước mình kêu gọi tất cả mọi người là nhà không sang nhà, ngọn sang không sang kia. Tôi thấy là riêng đâu không biết nhưng tôi thấy ngõ tôi rất chấp hành rất là đúng. Bởi vì là từ người lớn đến trẻ con không ai ra đường cả để tránh những tình trạng lây lan. Tất cả mọi người đều cũng có ý thức, đã nâng cao được ý thức và cho nên là bản thân ở Hải Phòng mình đã đạt được cái hiệu quả nhất định. 15 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, đối với hầu hết người dân, có lẽ hiếm có khi nào cuộc sống, nhịp sinh hoạt hàng ngày lại có nhiều thay đổi đến thế. Tất cả các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu đều phải tạm ngừng hoạt động. Các công viên, điểm sinh hoạt công cộng đều phải đóng cửa. Người dân cũng dần quen với việc dừng xe, đo thân nhiệt, khai báo y tế mỗi khi đi qua các chốt kiểm soát từ cấp huyện, quận cho đến các thôn, tổ dân phố. Hạn chế ra khỏi nhà sau 22 giờ hàng ngày. Những quy định mới tưởng như có thể gây xáo trộn lớn đối với cuộc sống hàng ngày. Nhưng sau 15 ngày đã được người dân thành phố thích nghi tốt, chủ động chấp hành. Mọi nhu cầu thiết yếu của người dân, từ hàng hóa, ăn uống đều được bảo đảm đầy đủ thông qua những phương thức mới phù hợp với quy định về giãn cách xã hội. Những hỗ trợ kịp thời, thiết thực từ thành phố cùng với sự vào cuộc chung tay góp sức của nhiều đơn vị, tổ chức đã giúp người dân vững tin, an tâm thực hiện những quy định về phòng chống dịch. Trước tiên thì những ngày đầu thì nó rất là xáo trộn trong cuộc sống cá nhân của gia đình chúng tôi cũng như công việc, nhưng mà dần thì cũng sẽ tôi cũng cảm thấy là dần thì cũng dần quen dần. Trên cơ sở những hiệu quả bước đầu của việc thực hiện giãn cách xã hội đối với công tác phòng chống dịch bệnh, thành phố Hải Phòng đặt ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, giữ vững mục tiêu không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn thành phố, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, duy trì, hoàn thiện và nâng cấp các biện pháp phòng chống dịch hiện nay. Đồng thuận, tin tưởng vào những chủ trương giải pháp quyết liệt của những người đứng đầu, sẵn sàng cùng thành phố bước vào giai đoạn mới của cuộc chiến phòng chống dịch bệnh. Đó là cảm nhận chung của đông đảo người dân trước thông tin thành phố tiếp tục triển khai nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới. Đã xác định từ lúc mới có 15 ngày của chính phủ đưa ra, nhưng chúng tôi có thể xác định là có thể cả tháng hoặc có thể sang tháng nữa. Nhưng chúng tôi cũng rất là phải chấp nhận quyết liệt để cùng
theo như lời Thủ tướng. Với Hải Phòng thì hiện tại là mình chưa có người bị, và tiếp tục hạn chế như thế này ấy, thì sẽ tiếp tục duy trì được cái việc là không có người bị mắc thì sẽ khiến cho người dân rất là yên tâm. Dịch bệnh ở nước ta đang bước vào giai đoạn khó kiểm soát, số ca mắc mới mỗi ngày đã có chiều hướng giảm nhưng vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm do chưa xác định được nguồn lây ban đầu. Nguy cơ bùng phát dịch trở lại là rất lớn. Đỉnh dịch thực tế phụ thuộc phần lớn vào hiệu quả của các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và ý thức hành động của mỗi người dân. Tiếp nối những thành công bước đầu từ việc nhận định tình hình, những hành động kịp thời, quyết liệt của thành phố trong thời gian qua. Đứng trước những thách thức của dịch bệnh trong tình hình mới, rất cần sự chung tay đồng lòng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta, kiên định các biện pháp phòng chống dịch bệnh để đi đến thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến đầy cam go này. Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành chỉ thị số 43 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Đây là chỉ thị rất quan trọng đối với giới báo chí cả nước. Để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau đây. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí theo hướng bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị tư tưởng của Đảng và quyền tự do, dân chủ của nhân dân. Tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết chỉ thị kết luận của Đảng và pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để người làm báo nhận thức sâu sắc, làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy chính quyền các cấp, các cơ quan chủ quản báo chí định kỳ làm việc với các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo Việt Nam để cung cấp thông tin cần thiết đối với những vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời định hướng tuyên truyền, phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo các cấp hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò vị trí của Hội trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội. Các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, thường xuyên tổ chức cho các nhà báo, hội viên nghiên cứu quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gắn với thực hiện Luật báo chí, quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam bằng nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên. Củng cố xây dựng tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất, chặt chẽ theo điều lệ hội, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực. Việc kết nạp và cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của điều lệ hội, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh người làm báo vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Lãnh đạo các cấp hội phối hợp với các cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách để phát triển và quản lý báo chí, đội ngũ người làm báo. Tham gia công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, lãnh đạo các cấp hội có cơ chế để thu hút cán bộ có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, quản lý công tác hội. Quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, của người làm báo. Có hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng kịp thời đối với các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, công tác hội, nhất là tổ chức hội, hội viên trực tiếp hoạt động ở những lĩnh vực, địa bàn có nhiều khó khăn. Người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người làm báo, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Trong phần tiếp theo của chương trình, ngành dệt may và da giày đang phải duy trì sản xuất trong điều kiện hết sức khó khăn vì thiếu nguyên liệu, đơn hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Nghị quyết số 19 ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau quả trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đang được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương đơn vị tích cực triển khai thực hiện theo kế hoạch. Chiều qua, huyện An Lão tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch. Thời gian qua, huyện An Lão chủ động triển khai nhiều biện pháp, huy động mọi nguồn lực nhằm kiểm soát chặt chẽ, khống chế dịch bệnh lây lan. Địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, xây dựng các phương án đáp ứng với các tình huống khẩn cấp do dịch bệnh gây ra, tổ chức phun khử trùng tại các khu vực công cộng, trụ sở làm việc, tuyến đường trung tâm, chợ dân sinh, thành lập 6 chốt kiểm soát dịch bệnh của huyện, 21 chốt xã thị trấn, 118 tổ công tác kiểm soát phòng chống dịch tại thôn tổ dân phố với hơn 2.600 người tham gia. Ngoài ra, huyện đã trích kinh phí hơn 1 tỷ đồng mua vật tư y tế, phương tiện phòng chống dịch, lắp đặt hệ thống thiết bị họp trực tuyến từ huyện đến 100% xã thị trấn với kinh phí 750 triệu đồng bằng nguồn xã hội hóa, hỗ trợ các xã 9 tấn gạo cho gần 900 hộ gia đình khó khăn, đối tượng lang thang cơ nhỡ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nhân dịp này, huyện An Lão đã biểu dương khen thưởng 20 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị, top 4 nhóm ngành dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu của nước ta đó là điện tử, dệt may, da giày và đồ gỗ. Tuy nhiên hiện nay do tác động của dịch COVID-19, hai nhóm ngành dệt may và da giày đang phải duy trì sản xuất trong điều kiện hết sức khó khăn vì thiếu nguyên liệu, thiếu đơn hàng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trong những ngày qua, nhiều doanh nghiệp gia công da giày may mặc trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã nhận được thông báo tạm ngừng nhập hàng từ một số đối tác nước ngoài. Điều này được dự báo sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp dệt may và da giày xuất khẩu, cũng như ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng ngàn công nhân lao động. Với hơn chục năm hoạt động, chưa bao giờ công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Hiệp tại phường Tràng Cát, quận Hải An lại gặp khó khăn như hiện nay khi sản lượng giảm đến 2/3 so với thời điểm trước. Công ty cũng đã là nhất là phân ca để cho công nhân đi 2 ca, 3 ca để cho giãn cách xã hội. Thứ hai nữa là vì ít việc nên đâm ra là công ty cũng cho nghỉ luân phiên để cho cái thứ nhất là đảm bảo cái giãn cách xã hội, nhưng cái thứ hai là cũng đảm bảo người công nhân là sẽ có trong tháng sẽ có người đều việc ra chứ không phải tập trung vào một người nào cả. Đến bây giờ mới đang là tháng 4 thì đã là thế là nó cũng là vãn việc rồi. Tháng 5 thì chưa thấy đâu cả, còn tháng 6 thì còn xa thì cũng chưa biết thế nào. Nhưng mà nếu mà 2-3 tháng tới mà chính phủ hoặc thành phố có một cái chế độ nào đó cho về cái thuế hoặc là cái bảo hiểm xã hội mà còn như miễn cho doanh nghiệp thì là chúng tôi rất là mừng. Dịch bệnh kéo dài, thiếu đơn hàng, thiếu nguyên liệu sản xuất là khó khăn chung của các doanh nghiệp trong ngành da giày dệt may tại Hải Phòng. Đối tác xuất khẩu chính là thị trường châu Âu và Mỹ đã cắt giảm đến 50% đơn hàng. Ngoài ra, nguồn nguyên liệu sản xuất chính của đa số doanh nghiệp dệt may là từ Trung Quốc, nên từ sau Tết Nguyên đán nhiều đơn vị chưa nhập được nguyên liệu dù đã đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn hàng thay thế. Một số công ty có thể duy trì được sản xuất đến hiện nay chủ yếu dựa vào nguồn nguyên liệu được dự trữ từ cuối năm ngoái. Sản lượng sụt giảm, doanh thu thấp nhưng các chi phí phát sinh vẫn phải chi trả đang là khó khăn chung của các doanh nghiệp dệt may, da giày. Để giữ chân người lao động, các doanh nghiệp chỉ có cách cho nghỉ việc luân phiên. Thách thức lớn nhất đối với doanh nghiệp là làm sao mà tìm được cái thị trường đầu ra để đảm bảo được số lượng đơn hàng và tạo công ăn việc làm cho hơn 400 lao động tại nhà máy. Cái chính sách của chính phủ thì đã phần nào giúp doanh nghiệp tháo gỡ được một số khó khăn trong bước ban đầu về vấn đề thuế và tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thêm cái thời gian hoặc là cái nguồn vốn bổ sung để làm sao đảm bảo cho cái chi phí để đảm bảo cho công ăn và tiền lương cho người lao động tại thời điểm hiện tại. Công ty cổ phần máy Thuận Thiên đã hết sức cố gắng bằng mọi cách tìm tất cả các cái nguồn hàng, nguồn lực để làm sao duy trì một cách tốt nhất cho người lao động có công ăn việc làm với cái thời điểm này. Còn về cái vấn đề dịch thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là cái vấn đề đối với chúng tôi là một số những cái đơn hàng đã bị hủy hoặc là đã bị chậm. Chính vì cái bị hủy và bị chậm thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn, cái đầu ra. Đầu ra thì đương nhiên là nó sẽ khó khăn, đặc biệt là cái vấn đề thu nhập giảm hoặc là chậm đóng thuế cũng như là chậm đóng bảo hiểm xã hội. Đấy là cái nguyện vọng mong muốn của chúng tôi, làm sao đáp ứng được cái điều đó thì đấy là cái chung tay với lại cả nước cũng như chung tay với người lao động.
Về phía Bộ Công Thương cho biết chưa có hạn chế nào của châu Âu và Mỹ về việc dừng nhập hàng dệt may da giày từ Việt Nam. Tuy nhiên, do nhu cầu của người tiêu dùng giảm mạnh vì dịch bệnh, khiến nhiều khách hàng là đối tác của các doanh nghiệp da giày dệt may tại nước ngoài cũng giảm các đơn hàng, giãn thời gian giao hàng trong tháng 3, hoãn đơn hàng trong tháng 4, tháng 5 và tạm chưa đàm phán đơn hàng từ tháng 6 trở đi. Hầu hết các doanh nghiệp lo lắng nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài sẽ bắt buộc phải đóng cửa, dừng sản xuất do các khoản chi phí phát sinh. Trong điều kiện khó khăn như hiện nay, mong rằng các chính sách hỗ trợ kịp thời của chính phủ sẽ sớm khôi phục được sản xuất của ngành da giày dệt may sau dịch bệnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đất nước. Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đi kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại một số địa phương đang trồng thử nghiệm các loại rau quả. Năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hoàn thành xây dựng 8 mô hình sản xuất thử nghiệm rau quả là ổi ruột đỏ 5 ha tại thị trấn Vĩnh Bảo, đậu tương rau 30 ha tại xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, cà chua 10 ha, khoai tây 17 ha tại các xã Đông Hưng, Quyết Tiến, Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, cải bắp 18 ha tại các xã An Hưng của huyện An Dương, An Tiến, huyện An Lão, Thụy Hương, huyện Kiến Thụy. Hiện nay, các mô hình rau đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Mô hình ổi ruột đỏ tại thị trấn Vĩnh Bảo sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng vùng trồng. Qua kiểm tra, đến nay thì mô hình chanh leo đã phát triển được, có mô hình thì được 90 ngày, có mô hình được 60 ngày và tình hình sinh trưởng phát triển của cây là tốt. Trên cơ sở đánh giá về cái thích ứng của các loại cây trồng thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với công ty Lavifood để triển khai ký các hợp đồng xây dựng vùng nguyên liệu cho nhà máy. Năm nay, để đánh giá sự phù hợp và khả năng sinh trưởng phát triển của giống cây trồng mới với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại Hải Phòng, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với công ty cổ phần Lavifood và các địa phương triển khai thực hiện thử nghiệm 7 mô hình trồng cây chanh leo, quy mô 720m² một mô hình. Trong đó, đợt 1 từ ngày 6 đến 8 tháng 1 năm 2020, trồng 3 mô hình tại các xã An Hưng, huyện An Dương, Thụy Hương, huyện Kiến Thụy và Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. Đợt 2, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 3, trồng 4 mô hình tại các xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, Quang Phục, huyện Tiên Lãng, An Tiến và An Thái, huyện An Lão. Hiện nay, cây trồng tại các mô hình sinh trưởng phát triển khá tốt. Những mô hình trồng đợt 1 đã có quả, dự kiến sẽ cho thu hoạch vào tháng 6, còn lại sẽ cho thu hoạch vào khoảng tháng 9, tháng 10. Và dự kiến thì ngay trong tháng 4, năm 2020 thì chúng tôi sẽ phối hợp với công ty Lavifood để ký hợp đồng với nông dân để triển khai vùng nguyên liệu 5 hecta thanh long tại Kiến Thụy. Và dự kiến thì trong quý 3 và quý 4 thì tiếp tục ký các cái hợp đồng vùng nguyên liệu về ổi và chanh leo cho nhà máy chế biến Haverfood trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thực hiện kế hoạch số 283 ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban dân thành phố và theo đề nghị của công ty cổ phần Lavifood, năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ triển khai xây dựng vùng nguyên liệu có diện tích 250 ha, trong đó trồng mới là 100 ha, gồm các loại quả, chanh leo 20 ha, ổi 30 ha, thanh long 50 ha tại các huyện Thủy Nguyên, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo, An Dương, An Lão, và cải tạo vùng nguyên liệu hiện có 150 ha tại các vùng trồng vải 100 ha xã Bát Trang, nhãn 20 ha tại xã Chiến Thắng, huyện An Lão, mít 30 ha ở xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên. Về đích xây dựng nông thôn mới năm 2017, bộ mặt nông thôn xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, đời sống của nhân dân ngày một cải thiện và nâng cao. Năm 2020, xã Thụy Hương tiếp tục được lựa chọn là một trong 8 xã điểm của thành phố thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Theo quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu của xã Thụy Hương, tuyến đường trục thôn Trà Phương sẽ được mở rộng lòng đường từ 5m lên 7m, mỗi bên có vỉa hè 1,5m. Cùng với đó là hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh và rãnh hộp bề ngang 1,2m, bảo đảm sáng, xanh, sạch đẹp. Đây là một trong 70 công trình sẽ được đầu tư xây dựng nhằm đưa Thụy Hương trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần cải thiện và nâng cao hơn nữa đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương.
70 công trình bao gồm 2 tuyến đường trục chính từ trung tâm xã đến huyện và đường liên xã, 6 tuyến đường trục chính từ trung tâm xã đến các thôn và đường liên thôn, 15 tuyến đường trục thôn, 46 tuyến đường ngõ xóm, 1 công trình nâng cấp mở rộng bãi rác Quế Lâm. Đến nay, tất cả các công trình đã được dự thảo, thiết kế, lập dự toán, đo đạc, tính toán hỗ trợ vật kiến trúc. Theo đó, dự kiến sẽ có khoảng 2.500m2 diện tích người dân hiến đất. Để hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trước đây, người dân đã đồng thuận hiến hơn 1.000m2 đất, đóng góp vật chất và ngày công lên tới hàng tỷ đồng. Và đến nay, chủ trương xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu lại tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đóng góp tích cực từ người dân. Nhân dân rất là ủng hộ. Từ cái nông thôn mới trước kia mà giờ chuyển lên nông thôn mới kiểu mẫu thì đây là một bước tiến mà nông thôn mà là rất là nhiều người hưởng ứng và đồng thời là cũng sẵn sàng là hiến đất, hiến công. Năm 2020, ngân sách thành phố đầu tư trên 1.083 tỷ đồng để xây dựng thí điểm 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy được đầu tư 145 tỷ đồng, tập trung vào 3 lĩnh vực: giao thông, điện chiếu sáng và môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng phát sinh những khó khăn vướng mắc. Khi triển khai các cái đề án này thì trước hết là phải triển khai chuyển tất cả các hệ thống tuần điện theo đúng cái chỉ giới mà mình dự định được mở. Cái thứ hai là cái hệ thống cáp viễn thông. Cáp viễn thông thì trước kia là chôn ngầm, sau khi mở rộng mặt đường ấy thì cáp viễn thông cũng nằm ở một phần ở lòng đường. Cái thứ ba là cái hệ thống cấp nước, thoát nước. Thì những cái nội dung này là phải được triển khai trước một bước. Đấy, thì rất mong cái sự quan tâm chỉ đạo đồng bộ của các cái cơ quan chức năng của thành phố, của huyện làm sao là kết nối được các cái đơn vị như bưu chính viễn thông, như điện lực, rồi các cái đơn vị cấp nước để triển khai trước một bước để các cái công trình khi triển khai thi công sẽ có cái điều kiện thuận lợi hơn. Thực hiện nghị quyết số 56 của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020, huyện Kiến Thụy đã ban hành kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Thụy Hương, thành lập tổ công tác do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm tổ trưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên tổ công tác, phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy đến năm 2025 và đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Thụy Hương. Trong thời gian tới, huyện Kiến Thụy sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, bảo đảm đúng tiến độ mà thành phố đặt ra. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng, khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C, độ ẩm 90 đến 95%. Phía Bắc thành phố nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C, độ ẩm 90 đến 95%. Phía Nam thành phố nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C, độ ẩm 90 đến 95%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C, độ ẩm 90 đến 95%. Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4.